Cách đây khoảng 5 ngày, một vụ tai nạn khủng khiếp đã không may xảy ra tại tỉnh Con Tum, khi hồ xử lý nước thải đột nhiên bị vỡ, khiến một công nhân tử vong ngay lúc rạng sáng. Đến chiều ngày 9 tháng 2 vừa qua, cơ thể của nạn nhân mới được tìm thấy và nhanh chóng đưa về mai táng. Khoảng 4 giờ ngày 9 tháng 2, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông MVL, 47 tuổi, công nhân môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn tinh bột sắn Con Tum tại hồ xử lý nước thải của doanh nghiệp này. Hiện cơ quan chức năng và gia đình đã hoàn tất các thủ tục để bàn giao, an táng nạn nhân theo phong tục địa phương. Trước đó khoảng 1 giờ ngày 5 tháng 2, hồ xử lý nước thải số 2 trong khuôn viên của công ty trách nhiệm hữu hạn tinh bột sắn con tum bị vỡ. Ông L bị nước cuốn mất tích. Ngay sau khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp huy động toàn bộ lực lượng cùng máy móc, thiết bị đến hiện trường tìm kiếm, đồng thời báo cáo sự việc cho lãnh đạo địa phương để xin chi viện công tác cứu hộ cứu nạn. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Con Tum đã tới hiện trường chỉ đạo các lực lượng, đồng thời yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh bột sắn Con Tum tăng cường kiểm tra, giả soát, có biện pháp khắc phục những hồ xử lý môi trường nguy cơ xảy ra sạt lở. Bước đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh bột sắn Con Tum đã thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng. Từ vụ việc này, tất cả các chủ nhà máy cũng cần kiểm tra, giả soát lại toàn bộ hệ thống xử lý, hồ chứa, đảm bảo an toàn lao động cho công nhân viên nếu phát hiện dấu hiệu của sự cố cần mau chóng thông báo tới toàn bộ công nhân để tránh xảy ra thiệt hại về người